Biết ra Nhật nội địa Tâm Phát xin chào tất cả cô chú anh chị và anh em. Ở đây giới thiệu tiếp với anh em một con bếp Paloma. Thì cái mẫu bếp này là nó gần full chức năng nha anh em. Nút nhấn mặt mạ men. Đó, nút nhấn mặt mạ men. Thì nó có cái model là Paloma nè, ICS807BHA-L. Đó thì nó là hai tông màu nha anh em. Cái mặt trên đó là mặt mạ men nó màu sikula kim tuyến á. Còn ngoài trước này là một trước mực này là cái màu màu kem trắng anh em đó, nút nhấn thì nó được sản xuất là tháng 10 2020 nha anh em, số series là 900297. Này là bếp hàng xài lướt nha anh em, cực kỳ đẹp đó. Thì đầu năm nay cũng mới về mà mới mấy bếp mặt men nè, quay giới thiệu cho anh em, em chốt được con nào chốt. Thì từ bên trái qua đây là hộp để pin nè, thì anh em mua bếp á, thì em sẽ gửi tặng cho anh em một cặp pin mới Ankalay dung lượng cao. Thì pin này nó xài từ 6 tháng tới 1 năm tùy theo anh em nấu nhiều hay nấu ít. Thì đây là hộp để pin, thì anh em gắn pin đó là hai dấu cộng, anh em quay ra gắn không xong. Và ngay chỗ cái hộp để pin nó có cái model đầu bếp luôn này nè, thấy chưa đó. Tháng và năm số series luôn, nó trùng như cái tem bên hông á. Đây là cái đèn báo pin và đèn báo lỗi. Thì bếp bên trái nó có cái chức năng là này là nó hẹn giờ là anh em, số 30 này là hẹn giờ nấu 30 phút. Thì anh em nấu ninh hầm cái gì mình nhiều quá, thời gian lâu quá thì anh em mới nhắn cái đèn này cháy lên cho em, thì sẽ nấu đúng 30 phút nó tắt, khóa ra luôn cho anh em. Đây là nút nhấn của bếp bên trái ba lửa nè, có khóa cho em nè. Thì bếp bên trái nó có thêm cái chức năng là 3 giây là hỗ trợ anh em chiên rán đồ khô, chiên rán thịt. Khi anh em xài anh em nhấn giữ nó cháy cái đèn lên thì nó cắt cái cảm biến đường rồi đó, không cho cảm biến nó hoạt động đó. Đây cần chín lửa nè. Còn đây là lò nướng, lò nướng này chỉ một phần lửa thôi nha anh em. Khi nướng vị nướng thì bằng inox rất là đẹp nè, thấy chưa, đẹp xuất sắc luôn á, hàng xe lướt mà nè, thấy chưa. Khi nướng vị nướng bằng inox thương hiệu cao cấp của Nhật Paloma. Đây bên trong lò nướng nè, thấy chưa. Đó, đẹp len can xà beng luôn, họ nấu một tầng lửa nguyên viên mới tinh. Và đây là bếp bên phải hai lửa nha anh em, có khóa cho em luôn nè, nút nhấn. Thì bếp cải nó, bếp bên phải nó có chức năng là chọn nhiệt độ nấu 180 độ C nè, và chức năng nấu cơm nha anh em. Khi anh em nấu cơm á, anh em nhấn giờ nhấn cái này đèn này cháy lên nè, thì nó tự động điều chỉnh được lửa nấu cơm nha anh em. Thì cơm chín là tắt nó khóa ra luôn. Đó, đây là cần chỉnh lửa nè. Còn đây là nút nhấn ở bìa là của lò nướng nha anh em, lò nướng một cần lửa, cần chỉnh lửa nè. Đó, này thấy không, mặt tiền của nó đó hai tông màu rất là đẹp. Thì ngay chỗ này nó có nó xước nhẹ xíu chỗ này nha anh em, đó em thấy không, xước nhẹ chỗ này xíu thôi đó, mặt tiền nó chỉ có nhiêu đó thôi, xước chỗ đó thôi đó. Đó, đây là cành thông mấy bên phải nè, bộ đen số seri nè anh em thấy không, ngày tháng năm. Đây qua sau lưng nè. Ờ, rất là đẹp. Chỗ gắn ống ga nó xây được 360 độ quá nè. Đây cạnh thông máy bên trái. Rất là đẹp. Rồi giờ lên trên cái mặt trên nha nè. Thì đây là mặt mạ men kim tuyến màu sikula. Thì ngay góc này nó có cắn nhẹ xíu nè nè, thấy chưa. Góc cắn nhẹ xíu cái này thôi. Đó, màu sikula. Bếp rất là đẹp luôn rồi, bếp hàng xài lướt cực kỳ đẹp luôn anh em. Mạ men nha anh em, mặt này nó xài rất là bền, dễ lau chùi nữa. Đó, tem mà còn rất là đẹp luôn nè. Đây kiềng bắt đầu nè, nó Paloma đời cao, đời cực kỳ cao luôn, xài chén nhôm rồi, nó còn một đời nó xài chén đồng nữa anh em, thì đời cao nó xài chén nhôm. Đây kiềng nè anh em thấy không, chia lửa. Chị lửa bằng hộp kim nhôm Batimon. Đây nắp bảo vệ lò đốt, lò nướng hai lớp đây nè. Đây còn lớp inox nữa, em thấy chưa. Anh em nhìn động ga nè, thì nó có sensor cảm biến nhiệt đấy, rồi khi anh em nấu quên nó tự động ngắt ga và khóa ga và cảm biến chống xì ga nè. Và đây cũng có nè, thấy không, bếp cực kỳ đẹp. Rồi giá bán cho anh em cũng biết này là 3.8 triệu luôn nha anh em, bao ship tặng pin, gắn lưới chống chuột, bảo hành 12 tháng cho anh em. Đó, cái này mới bị có dấu chỗ này thôi, còn trên mặt trên là không có một dấu cắn, dấu trầy rồi nha anh em. Đó, cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, giá 3.8 triệu bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột bảo hành 12 tháng.
rồi dỡ cái phần bên trong cho anh em xem luôn. Hàng cứng mà để bỏ xuống đi, hai tay mới làm được. Đây, đây là bếp, đây là bên trong của con bếp Paloma. Đó, anh em thấy chưa? Đẹp xuất sắc. Nó còn luôn cái catalog hướng dẫn chi tiết từ bên trong của bếp nè, cái bản đồ anh em. Anh em muốn tháo bếp, anh em không rành, em lấy cái này ra là anh em vẽ ra giống như một cái bản vẽ của con bếp. Đó. Nó nằm chỗ nào hóc nó bắn sao là nó chỉ hết đó anh em, cái tấm catalog đó. Rất là đẹp nha anh em. Nguyên riêng nha, cực kỳ luôn. Đó, đã vệ sinh sạch sẽ, canh chỉnh lửa cho anh em hết rồi, kiểm tra mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, ok hết. Anh em mua về chỉ có việc lắp pin gắn ga vô xài thôi, không cần phải làm gì nữa. Đó, giá 3.800.000 bao ship tặng pin, những lưới chống chuột bảo hành 12 tháng cho anh em luôn. Rồi dỡ cái phần bên dưới cho anh em xem. Vô thành sắt cạnh luôn nè, linh kiện nè, anh em thấy chưa, sáng giới hết, đứt xi còn xanh âm, lan can bảy màu luôn đó ha, cực kỳ đẹp luôn. Biết hàng xe lướt mà đó. Thì chế độ bảo hành đó thì trong vòng 1 năm anh em cứ xài hư hao gì đó, em sửa chữa miễn phí cho anh em. Nhưng mà anh em gửi về anh em hãy hỗ trợ cho em tiền ship ạ. Hết bảo hành này cũng sửa chữa cho anh em. Anh em cứ yên tâm mà mua về xài. Nhưng mà anh em phải trả tiền ship cho em. Đó. Còn hết bảo hành đó thì hư cái gì thay linh kiện thì em sẽ báo giá cho anh em. Giá đúng với thị trường. Đó, cho anh em xài. Nghĩa là sửa chữa trọn đời cho anh em luôn. Rồi giờ để xuống để em ra đậy nắp lại test các chức năng cho anh em xem. Thấy biết để xài biết chỗ nào mới. Rồi cái chức năng đầu tiên khi anh em đang nấu, gió lùa tắt lửa, bếp nó sẽ khóa ga cho anh em. Bếp đã canh chỉnh lửa cho anh em hết rồi, anh em mua về chỉ có việc gắn pin lắp ga vô xài thôi. Đó, thấy không? Lớn nhỏ đỏ rất là xanh. Rồi giờ em sẽ thổi cho nó tắt. Trong thời gian từ 5 tới 10 giây biết nó sẽ báo, nó sẽ khóa ga cho anh em luôn. Biết rất là đẹp. Em lấy cái hộp quẹt quá. Nó màu một sô cô la nha nè, sô cô la và kim tím nữa. Màu này cực kỳ hiếm luôn anh em. Điệp rất là đẹp, Paloma nha anh em. Đó, khi nó báo có tiếng chuông là anh em thấy chưa. Đó, đây bếp vẫn còn mở nè. Đó, bên này cũng vậy. Rồi cái chức năng kế tiếp là khi anh em đang nấu, gió lùa tắt lửa thì bếp nó sẽ hoặc đang nấu mà anh em quên, anh em bỏ đi làm việc này việc kia thì nhiệt độ cao nguy hiểm nó sẽ khóa ga cho anh em, khi anh em nấu quên. Đó, bảo vệ gia đình chống cháy nổ. Em bỏ hai cái nồi lên, nút nhấn nha anh em. Cần này cần chỉnh lửa nè, qua trái là nhỏ, qua phải là lớn nè. Đó. Lửa rất là xanh luôn. Rồi trong thời gian chờ đợi test luôn lò nướng hai từng bữa cho anh em, ô một từng bữa cho anh em xem. Đó, lò nướng một từng bữa, anh em thấy lò nướng không? Cực kỳ đẹp, như mới tinh, không một giọt sơn. Nướng một từng bữa. Giờ anh hỏi là bắt đó, cũng khóa ga cho anh em luôn thì nó không có cháy, khóa ga cho anh em luôn. Điểm rất là đẹp Paloma, giá bán 3.800.000 cho anh em, bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột bảo hành 12 tháng cho anh em. Anh em mua thì cứ alo trực tiếp cho em mà số điện thoại trên tấm bảng hoặc là qua Zalo, em xài một số duy nhất. Em ở thành phố Hồ Chí Minh, xã Long A, quận Chánh cho anh em. Anh em nào ở gần ở khu vực thành phố đó, thì cứ alo đi, em sẽ gửi địa chỉ anh em tới nhà mua. Đó. Đó, báo hệ anh em thấy không? Đó. Đó. Khóa ra cho anh em luôn. Biết rất là đẹp.
anh em nào gần trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc Long An, Đồng Nai, rồi Bình Dương, rồi muốn xuống nhà thì cứ alo trực tiếp cho em. Em sẽ gửi địa chỉ và định vị cho anh em tới nhà. Ở nhà mua cho nó tay sờ mắt thấy cho nó chất lượng. Biết rất là đẹp. Mẫu này là mẫu cao cấp nha anh em. Cao cấp của dòng mặt men. Màu rất là sáng, đẹp sạch. Giá 3.8 triệu, bao ship tặng pin, đứng lưới trọng trùng bảo hành 2 tháng. Đó, biết bên phải nó khóa là này, thấy chưa? Khi nhiệt độ cao nguy hiểm là nó báo nó sẽ khóa ra cho nè. Thì anh em nó quên. Rất là an toàn. An toàn tuyệt đối luôn anh em. Nhiều anh em mới kêu em là chế cái pin này nè. Pin này xài pin sạc. Thì anh em nên xài, chúng ta xài pin này đi. Pin này xài một lần là dục, nó an toàn hơn em. Pin giờ bán cả đống trên Lazada, Shopee bán nhiều, 100.000 cặp. Anh em muốn mua mấy cặp thì giờ ship tới nhà, cho địa chỉ ship tới nhà. Cần gì phải xài pin sạc. Đây, bếp vẫn còn mở nè anh em thấy chưa? Đó, khóa ra cho anh em. Đây cũng vậy nè. Đó. Cực kỳ đẹp. Rồi, vậy rồi mới cho anh em xem trên dưới trong ngoài bếp. Anh em có nhu cầu mua bếp này thì có alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938 349 749. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.